Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình cùng vẽ cô bé đọc sách nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên cô sẽ vẽ khuôn mặt của cô bé. Cô vẽ mái tóc của bạn ấy. Hai tay của cô bé này đang để lên má, đang là có vẻ như là đang ngâm cứu đấy các bạn. Bạn gái này có mái tóc ngắn rất là dễ thương phải không nào? Đây là cuốn sách. Bạn gái đang nằm trên bãi cỏ và đọc sách với các bạn. Sau cô sẽ vẽ những cành bông hoa và lá. Trước khi lấy màu mới nhé. Như vậy thì mới đúng màu được và không bị dơ màu.
đợi cho màu khô một chút xíu rồi hãy lên lớp thứ hai nhé, chứ không là nó sẽ lem nem đấy các bạn. Tô một lớp mỏng màu nhạt pha loãng ra với nhiều nước để tránh cho nó bị đục đấy các bạn. Như vậy là đồ cỏ của chúng ta gần hình thành rồi đấy. Sử dụng màu nước, chúng ta nên tô nhạt thôi nhé, để tránh màu bị vón lại một chỗ đấy. Tương tự như vậy, cô cũng lên một lớp nhạt cho mái tóc của bạn gái màu nâu. Bạn ấy mặc chiếc váy sọc màu đỏ rất là dễ thương đấy các bạn, và tô màu này lên bức tranh sẽ rất là nổi. Dùng màu cam pha loãng ra với nước để có được màu da. Các bạn nhớ là chờ cho nó khô một chút xíu nhé, chứ không nó sẽ lem nem đấy. À, nhớ là loại giấy mà cô sử dụng là giấy dày nha các bạn, chứ giấy mỏng thì màu nước sẽ làm cho giấy nó bị rã ra đấy. Tục pha một lớp màu xanh da trời thạch loãng và nhẹ nhàng để tô bầu trời. Chúng ta đừng tô đậm quá nhé. Vệt màu nâu lan ra, cô sẽ lấy nước sạch và quét lại cho nó rút màu nâu ra đấy các bạn, như thế này nè. Bây giờ bức tranh của chúng ta đã khô rồi đấy các bạn, cùng nhìn ngắm lại thành quả nhé. Thật xinh luôn.
sẽ dán bức tranh này lên tường. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Nhớ like và đăng ký kênh Mỹ Thuật Thiên Thần nhé.